Annie khắc họa lại cuộc đời của từng người trong gia đình lên đá. Đầu tiên là anh người yêu Manny, đã bị mất gia đình mình vào tay những người thợ săn. Tiếp theo là Sid, bị gia đình ruồng bỏ vì cái nét thích chọc chó cho người ta bực. Rồi Diego tính nóng, võ công cao cường thách thức bầy đàn của mình. Cuối cùng định mệnh đã đưa bộ ba lệch tông này lên với nhau, để chăm sóc và bảo vệ một đứa bé. Sau đó mọi nỗi buồn của Manny được mang đi khi vũ trụ gửi Annie đến cho cậu. Chuyện tình 19 tấn gây động đất này đã đưa thêm 3 thành viên mới vào gia đình. 6 người trải qua vô vàn khó khăn, hiểm trở thì tình cảm cũng trở nên gắn kết hơn. Khi cả bọn lạc vào thế giới mất tích của loài khủng long sống dưới lớp băng, thì gặp thanh niên chồn gan dạ, thích mạo hiểm tên Buck. Hai thanh niên này thì toàn rủ nhau chơi mấy trò nguy hiểm, ví dụ như leo lên đỉnh băng để trượt, chuẩn bị lao xuống thì nghe thấy tiếng Annie từ đâu vọng đến, cảnh báo không được chơi ngu. Crash tụt hứng nói ra những suy nghĩ của mình cho Eddie nghe, rằng cậu không muốn Annie cứ mãi nhắc hai người không được làm này làm kia, cho dù lời khuyên có đúng thật. Thế là hai thanh niên muốn dọn ra ở riêng, nghĩ đến hang động lấp lánh có nhạc giật giật vui tai. Crash lấy cây cắm xuống lớp băng, nhờ trời đất chứng giám cho tư tưởng ra riêng của mình, không ngờ tảng băng vì quá ủng hộ mà sụp luôn. Bên dưới chân núi, Manny và Diego đang phải nghe Sid luyên thuyên mấy thứ không ai hiểu, nên hai người lấy mấy quả thông che tai lại, vì vậy Manny không chú ý đến lời Annie đang nhắc sắp có tuyết lở. Hai thanh niên chuồn túi vẫn còn hăng say tận hưởng niềm vui, không biết anh chị em bạn gì mình ở dưới đang sợ thế nào. Trận lở tuyết còn làm bay luôn môi trường sống mùa hè được dựng suốt mùa xuân nữa chứ. Nói chung là Manny tức giận vì Crash và Eddie phá tan tất cả trong tích tắc. Manny nói không lại nên nhường Diego ra mặt, vuốt mới được bật lên thì Annie ra bênh. Sid là người hòa giải nói hai bên, dùng cụm từ tôi cảm thấy để bày tỏ cảm xúc, mà làm xong muốn lao ra phố đi bộ giải quyết luôn. Còn hai má thì khẳng định vì Annie nên mới ở lại đây. Manny nghe xong cười ẻ, hai má này thả ra tự nhiên chắc không sống được đến sáng hôm sau, nhưng dù gì thì cũng đến lúc nên độc lập không ỉ lại nữa rồi. Tuy nhiên Annie không đồng ý, vì biết Crash và Eddie không thể tự mình làm được điều gì. Cảm thấy bị xúc phạm, Crash và Eddie quyết tâm ra ngoài và tự khắc dấu ấn của riêng mình lên thế giới. Tối đến sau khi Crash và Eddie đang ngủ, thì Manny và Annie lại tranh luận về chuyện nên để hai đứa kia sống độc lập, nhưng mà chỉ có skill giả chết thì tồn tại ngoài tự nhiên kiểu gì. Crash và Eddie là người thân của Annie, từ khi cô còn nhỏ được má chồn nuôi lớn. Khi má chồn qua đời ba người sống nương tựa vào nhau, Annie được đưa lên làm chồn trưởng trong nhà, nên giờ Annie có trách nhiệm trông chừng hai đứa. Nhân lúc mọi người ngủ say, Crash và Eddie tỉnh dậy bay qua nhảy lại tưởng đang coi Spy 007, đến chào tạm biệt Annie rồi rời đi. Sáng hôm sau thức dậy, Annie không còn nghe thấy tiếng Crash và Eddie nghịch ngu nữa nên gọi mọi người dậy, nhận ra hai đứa kia đã đi mất tiêu. Annie đổ lỗi cho Manny vì đã bảo Crash và Eddie rời đi, hảo huynh đệ còn châm thêm dầu vào lửa. Annie lo lắng vì cả hai đứa đều thuộc dạng mù đường bẩm sinh, nên cả bọn đành phải cùng Annie đi tìm Crash và Eddie. Hai thanh niên đi tự lập được một đêm, hai người tiếp tục đi theo tiếng gọi của định mệnh, cuối cùng bị sụt hố sấp mặt, vô tình lọt vào lối đi đến thế giới mất tích. Cả hai lên đường đi tìm thế giới mất tích, đi hoài đi mãi cuối cùng cũng tìm được lối vào. Cả hai vừa đi vừa hét làm mấy con rồng tỉnh dậy, kéo theo con boss của tụi nó lần theo. Boss búng tay ra đốm lửa, hai con rồng nhìn thấy lửa thì bị thu hút làm theo lời con boss đi săn Crash và Eddie. Hảo huynh đệ còn đang tính xem đứa nào ở lại hy sinh cho đứa kia thoát thì rơi xuống vách núi lộn mấy chục vòng thì hạ cánh an toàn. Tới được thế giới mất tích chưa gì đã bị con nhện độc khổng lồ dí theo, sắp hóa thành người âm phủ tới nơi thì đụng ngay ông khủng long bị dị ứng với chồn túi, thế là ông thở một cái Crash và Eddie bay đi. Sau đó được con rồng của Idol Buck Wild chụp được, Buck tưởng những thành viên còn lại của gia đình cũng sẽ rơi từ trên trời xuống để tính đường mà chụp, chưa tính xong thì hai con khủng long ban nãy rơi xuống muốn lật ngửa cả đám. Cơ trưởng Buck cưỡi khủng long lạng lách đánh võng, làm hai con khủng long cắm mặt vào đá. Buck cảnh báo cho Crash và Eddie về con khủng long tên Ocean vừa trốn chạy và đang có ý đồ muốn thống trị thế giới mất tích. Buck đành đưa hai con ngốc nghếch này đến nơi an toàn để tránh việc chúng bị làm gỏi. Crash và Eddie vô tình lọt vào mắt xanh của cây ăn thịt người Brenda, cũng là nhờ Buck gặp ai cũng quen cứu dùm. Crash và Eddie nói cho Buck nghe việc mình chính thức dọn ra ngoài ở một cách quang minh chính đại, nhưng mà Buck nghe mùi chém gió nồng nặc nên hai đứa đành khai thật mình lén trốn đi. Buck đề nghị đưa hai ông trẻ đi vì chống lại Ocean đủ mệt rồi, gánh thêm hai ông này nữa là còng lưng không ngóc đầu lên nổi. Nói là làm Buck đưa hai anh em về lại cái hang để đi ra ngoài. Gặp ngay tảng đá to đùng chặn đường nên Buck lên giọng để nó tự dịch chuyển đi chỗ khác. Này không biết chơi mấy chục cân đồ mà đi nói chuyện với tảng đá như đúng rồi. Ocean đứng ngay sau lưng nói chuyện mà tưởng tảng đá đã được nhân hóa để bày tỏ nỗi lòng. Nhìn thấy Ocean, Buck hỏi ngay bí quyết rời khỏi đảo dung nham mà chưa ai từng thoát được. Không bí quyết gì đâu bé ơi, não anh to nên anh xài thôi. Cũng chính Ocean đã đặt tảng đá này ở đây để ngăn chặn Buck. Phần lớn loài khủng long đều có bộ não bé và không biết nói, nhưng Ocean là một ngoại lệ, bà tân vlog mà thấy chắc cũng choáng, nên hắn sẽ dùng trí thông minh của mình để thống trị nơi này. Thông minh là vậy, nhưng đọc tên người ta còn sai nên bị đánh cho vài roi. Tao yếu nhưng anh em tao đông, Ocean liền gọi hai tên khủng long ra bảo kê mình.
Crash và Eddie Baskill giả chết như mọi lần, nhưng mà Orson kêu hai tên đệ của mình cứ ăn thoải mái vô tư. Buck dùng dây khóa mò lại quăng chúng về phía Orson. Trước khi trốn thoát còn nói câu tạm biệt cho hào nhoáng rồi mới nhảy nữa. Orson bày mưu hạ gục Buck trong lúc còn đang đứng mắng hai đứa em, khi Orson không chú ý đến cặp mắt đang nhìn mình. Buck bảo Penelope đi trốn, rồi đưa Crash và Eddie về nhà mình. Lúc vào nhà còn chụp hình kiểu Facebook ai người đấy đẹp, hai ông trẻ đi quanh nhà trong khi Buck đang trả phí trông trẻ cho quả dưa chuột. Buck ôm con gái bí đỏ ra gặp Crash và Eddie, hai ông tranh thủ xin slot ở ké và hứa sẽ chăm sóc con gái dùm. Tuy nhiên Buck là người chơi hệ solo, chỉ cho Crash và Eddie ở ké đến khi hạ được Orson. Hai ông trẻ liền đề nghị giúp Buck ngăn chặn Orson, gia chủ còn chưa đồng ý thì đã phải chứng kiến cảnh nhà mình bị phá. Enly cùng Manny, Diego và Sid vẫn miệt mài đi tìm Crash và Eddie. Diego không ngừng đánh hơi mùi của hai đứa. Nhìn Enly lo lắng cho Crash và Eddie, Manny nói chắc kèo luôn rằng sẽ tìm thấy hai đứa, mà nếu không tìm thấy hai đứa thì sẽ cho hai đứa bay màu luôn. Trong khi Enly đang sầu não, thì hai thanh niên ở nhà Buck chơi cosplay đánh nhau, sau đó hỏi Buck kế hoạch để hạ gục Orson. Thời còn solo bản thân Orson đã vô cùng cứng cỏi rồi, nay còn có đàn em nên chắc sẽ khó nuốt hơn. Hồi xưa Orson từng bị chọc vì cái đầu bự của mình, càng ngày đầu hắn càng to lên và não hắn cũng vậy, sau đó bắt đầu ảo tưởng rằng bản thân cao siêu hơn người khác. Trong khi Buck theo tư tưởng ai cũng như nhau, thậm chí còn mời Orson về đội của mình và cùng chung sống hòa bình với muôn loài. Thế nhưng Orson không muốn hòa bình, Orson muốn thống trị. Vì Buck đã ngáng đường hắn nên hắn đã gài bẫy. Cuối cùng team của Buck bay màu hết, chỉ còn hai người sống sót. Nhưng đồng thời Buck đã phong ấn được Orson trong đảo Dung Nham. Tưởng ở trong đó Orson sẽ thay đổi cái nết của mình, nhưng không, hắn lại càng muốn trả thù. Hai tên đệ từng muốn sơi tái hắn nhưng với trí thông minh của mình, Orson liền sử dụng lửa để điều khiển chúng. Thế là hai tên đệ cặm cụi xây đường cho Orson thoát khỏi đảo Dung Nham. Câu chuyện kết thúc. Đến giờ Crash và Eddie đi ngủ thì hai con đệ của Orson xông vào, Buck nghe thấy tiếng và cố dụ chúng ra xa, sau đó về ra hiệu cho hai ông trẻ, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là đây. Miêu tả một hồi cũng là Crash và Eddie phá game, hai tên đệ tìm ra Buck, nhưng không biết ai thả khí gas ra làm chúng xỉu ngang. Crash và Eddie miễn dịch với loại khí này, trong khi Buck cũng ngục luôn. Mở mắt ra thì thấy mình đã được Crash và Eddie bưng ra ngoài rồi, Buck tìm một hồi không thấy con dao đâu, thì ra chủ nhân của khí gas ban nãy tên gì, cũng là người đồng đội duy nhất sống sót cùng Buck trả lại con dao. Sau màn giới thiệu sơ yếu lý lịch xương xương, bốn người lên đường ngăn chặn Orson. Di cảm thấy thích Crash và Eddie, vì ở cạnh hai ông trẻ này sẽ thấy mình thông minh hơn. Orson vào nhà của Buck lục lọi, đã bực còn gặp hai thằng ngáo ngơ thích nhại theo mình, nên hắn quăng đồ cảnh cáo, không ngờ làm bể gương nhà người ta luôn. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương vỡ, Orson biết mình cần tuyển thêm lính, chứ có mỗi hai thằng ngáo này chắc còn cái nịt. Buck phát hiện ra mấy con khủng long đang lùa các con vật khác tới hồ chứa nước, không ai biết chuyện gì xảy ra nên vẫn ung dung thả thuyền uống nước. Di muốn bản kế hoạch tác chiến, nhưng Buck bay đi luôn, đến cảnh báo cho muôn thú rời đi vì sắp có mối đe dọa lớn. Chưa kịp nói hết thì đám khủng long nhảy ra, dọa làm đám thú chạy tụt quần. Buck chặn đám khủng long để mở đường cho mọi người, chắc tưởng có ba con khủng long nên nghĩ game này dễ. Cho tới khi Di chỉ cho Buck thấy Orson mang nguyên đội quân đến nói chuyện, thôi 36 kế chạy trước đã có gì tính sau. Orson cưỡi khủng long đến đe dọa các thứ, giờ muốn đánh bại được Orson thì cần lập kế hoạch kỹ càng. Đang chỗ căng thẳng nước sôi lửa bỏng, thì tự nhiên Eddie hỏi tên của Di có viết tắt không. Quay lại chủ đề, Di đề nghị đi tìm giúp đỡ, Buck đồng ý và đưa mọi người đến con thuyền mà cả Buck và Di làm ra. Đi được nửa ngày đến sông chim săn mồi, Crash và Eddie ngồi không chán quá nên bày ra 1000 câu hỏi vì sao Buck và Di chung team mà không hợp tính. Sau đó hai ông trẻ dùng phương pháp của Sid để hàn gắn mối quan hệ, mà toàn thấy chửi nhau dữ hơn. Đến tối, Crash và Eddie cảm thấy nên sống đúng với lời thề sẽ trở nên độc lập và làm gì đó để nở mày nở mặt với đời. Nhìn qua thấy Buck ngủ gật, hai ông trẻ quyết định thay Buck lái tàu. Không biết nhìn bản đồ nên vứt đi luôn cho tiện, lái theo lời vũ trụ mách bảo. Sáng hôm sau, Crash và Eddie hái mấy quả dại có độc đến cho Buck. Chắc nghĩ mình kháng độc nên nghĩ ai cũng có thể kháng độc giống mình. Chưa hết còn mang cả rắn độc đến nhảy dây cho bớt chán. Nhưng nhìn thấy Buck và Di không thích nên quăng luôn. Lấy ra hai con thằn lằn lửa ra khoe. Con thuyền trôi theo sông cuối cùng đến được đầm phá mất tích. Buck lấy vỏ ốc lên hú một hơi để triệu hồi người bạn cũ là khủng long Mama T-Rex. Hồi xưa Sid có nhận trông mấy đứa con cho bà, nên tính ra cũng có quan hệ bạn bè. Buck tin tưởng sức mạnh 15 tấn này sẽ đè bẹp bất cứ đứa nào. Xui sao ngay lúc T-Rex đang bị sâu giang, Buck vào trong tìm được cái răng sâu và muốn nhổ, nhưng T-Rex không chịu. Cuối cùng Di đành lấy khí gas gây mê T-Rex. Hai người cùng nhau nhổ cái răng ra. Đúng lúc đám khủng long kéo đến mà sức mạnh 15 tấn ngủ mất tiêu, gọi kiểu gì cũng không dậy, Buck liền thả vào quả bom cho T-Rex tỉnh mộng, nhưng mà khí gas mạnh hơn nên T-Rex lại gục. Orson cười vào mặt Buck, đi cái nước gì mà vô dụng dễ sợ, nói năng một hồi Orson liền gọi đám đàn em vào tấn công, team 4 người nhưng chỉ có 2 người là chiến đấu được, còn 2 đứa kia thì chán chả buồn nói.
Grass và Eddie vọt lẹ lên cây để trốn. Di và Buck đánh một hồi nhưng mà tự biết sức mình yếu, nên hai ông trẻ chạy xuống rủ Di và Buck lên tảng đá tránh nạn. Buck thấy trốn tránh không phải là cách nên tự giao nộp bản thân để mọi người có đường chạy. Buck bị nhốt vào cũi và đưa đến hố tưới nước. Sau khi đến được chỗ con thuyền, Di hẹn gặp T-Rex tại hồ tưới nước, sau đó được Grass và Eddie đi. Các sinh vật khác sợ hãi trước Orson và đàn em, nhìn thấy Buck bị nhốt vào cũi thì bất lực. Grass và Eddie cảm thấy bản thân mình vô dụng không giúp được gì, còn khiến Buck bị bắt đi. Di vực dậy tinh thần của hai ông trẻ, lên kế hoạch để giải cứu Buck. Không cần hai ông trẻ phải là bậc thầy tia chớp gì hết, chỉ cần có lòng dũng cảm không lăn ra giả chết là được. Di lên kế hoạch tấn công, nhưng chỉ với ba người thì giống như là đem nước đổ ra biển. Nếu như biết được cách Orson điều khiển đám đàn em của mình thì tốt hơn. Di lên đồ cho Grass và Eddie tập luyện, mà hai ông nội này toàn quay sang nghịch rồi tấu hài. Nhìn thấy khủng long thì lăn ra giả chết theo bản năng, nhưng nhìn thấy con dao của Buck thì Grass và Eddie tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên, và cuối cùng cũng biết cách tấn công cho đúng bài. Cả nhà bốn người vẫn tiếp tục đi tìm Grass và Eddie. Sid có niềm tin mãnh liệt rằng hai đứa đã bay màu, nhưng Diego vô tình thấy dấu chân của chúng và nhìn thấy đường dẫn tới thế giới mất tích. Di cùng Grass và Eddie vào hang ổ của Orson. Nhìn từ xa hai ông trẻ thấy mọi thứ nhỏ như kiến, Di cũng muốn tiền đình theo. Sau đó cả đám bật chế độ Bắc hoang dã và xông vào trận chiến. Bên ngoài mọi người cùng hợp sức đẩy tảng đá chắn đường ra, rồi vào trong đi tìm Grass và Eddie. Sid đứng tựa tay có một xíu, mà tảng đá như là bị u mê theo đuổi Sid, khiến cả bọn phải nhảy xuống vách, nhờ vậy mà vào được thế giới mất tích. Mới tới đã được T-Rex kể rõ sự tình cho nghe, cả đám biết chuyện Grass và Eddie đang gặp rắc rối nên liền hướng về hồ tưới nước. Orson còn muốn nói lời tạm biệt với Buck trước khi đám đàn em sơi tái, nhưng mà Buck nói sảm quá nên Orson cho thịt luôn. Grass và Eddie từ trong hang hốc bắn đá ra tấn công đám khủng long. Di chạy tới đâu xịt khí ga tới đó, khiến mấy con khủng long say rắm tập thể. Orson liền xử luôn Buck cho lẹ, hắn đốt dây lồng rồi đạp xuống. Lửa cháy hơi chậm nên Di có thời gian cứu Buck trước khi Buck trở thành sashimi. Hai người song kiếm hợp bích xử lý bọn khủng long. T-Rex đưa cả đám đến đúng lúc Grass và Eddie quẩy tưng bừng hạ được vài tên. Ai nhìn cũng hú hồn nhưng cũng giúp một tay đánh đám khủng long. Buck và Di tới solo với Orson, hắn gọi thêm hai đứa đệ đến bảo kê, nhưng Di chặn đường để Buck solo với Orson. Orson nhanh chóng đánh bại Buck. Thấy đánh không lại nên Buck bật chế độ đa cấp, mời Orson về sống chung với muôn loài trong hòa bình. Orson đương nhiên không chịu và dồn Buck về phía vách núi. Lúc này Grass và Eddie hết đạn, cả đám bị khủng long vây quanh. Buck lấy lại tinh thần đạp đầu Orson thay đổi thế cục. Tuy nhiên Grass và Eddie đang gặp nguy hiểm. Orson liền bật lửa ra hiệu cho đám khủng long tấn công hai đứa. Trời ơi gì chứ lửa hai anh em ta không thiếu. Sau đó lăn ra giả chết khiến đám khủng long làm theo. Orson thua mà không chịu nhận, bị Penelope cắp lên trả cho T-Rex đánh đầu chơi, hạ cánh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Grass và Eddie liền ra lệnh đám khủng long đuổi theo Orson. Grass và Eddie giờ đã không còn vô dụng như xưa, mà đã trưởng thành và dũng cảm hơn. Sau khi đoàn tụ với Ellie và mọi người, Grass và Eddie bày tỏ nguyện vọng được ở lại và gia nhập vào đội cùng Buck và Di. Ellie dù buồn nhưng cũng đồng ý. Sau khi ôm ấp chia tay, chia chân, Ellie và mọi người rời đi, còn Grass và Eddie bắt đầu một cuộc sống đầy phiêu lưu mạo hiểm mới. Quan trọng là tình yêu mà mọi người dành cho nhau vẫn giữ nguyên. Vậy là Grass và Eddie ở lại sống chung với Buck và Di. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại lần sau.